nuôi, đau lòng cùng đi hy sinh thứ gì thân xong vì thương. Anh hùng dân tộc vì quốc vong thân trong các trại tù tập trung cộng sản. Kính thưa quý vị, Hội Đình Hùng San Diego là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập hơn 2 năm qua. Hội chủ trương hướng về quốc tổ, tuyên dương công đức tiền nhân. Cảm ơn các anh hùng liệt nữ trong lịch sử hào hùng của dân tộc là một sự cần thiết rất chính đáng, nói lên sự thủy chung, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta muốn con cháu noi gương tiền nhân tự hào, bất khuất về lẽ chính thống của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cũng muốn có một nơi thờ phượng tổ tiên các anh hùng dân tộc một cách tôn nghiêm, không chỉ là nhang khói mà còn là nơi để tạo sự đoàn kết. Đây cũng là một lý do Hội Đình Hùng San Diego đã ra đời để thực hiện những điều ước mơ chính đáng đó, vốn rất bức thiết tại môi trường hải ngoại này. Không ai trong chúng ta muốn là một người quên tổ tiên mà luôn tỏ mình muốn một hơn và có đông đủ. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay là kính chào quý vị. Của anh em hội viên không ạ? Một người bỏ ra 20, 30, người có business thì bỏ ra 50, 100. Nhưng mà 2 năm nay rồi đó, trên 2 năm nay anh em nói với thằng thở, với ông hội trưởng cũng như thằng thở với tôi, nói mấy ông ơi, cứ đến cái đà này chắc hội viên hội hùng chứ chịu không nổi đâu. Đó là một sự thật, mỗi lần có vỗ là phải bỏ tiền túi ra. Thì mấy ông mới đề nghị là hội hội con đi đứng ra, hội Đình Hùng đứng ra để mà tổ chức một cái bữa cơm nguyên quỹ đi. Thì chúng tôi mạnh dạn tổ chức bữa cơm nguyên quỹ đó. Thành ra chúng tôi rất tiếc là có rất nhiều vị yểm trợ chúng tôi, nhưng mà tôi không có thời giờ để mà đi, chẳng hạn như bác sĩ Tuân, bác sĩ Trí rồi mà. Toàn dân nghe chăng dân hà nguy biến, ân thù đằng đằng biên thủy rừng chuyên, tuôn dày non sông trên vang kia. Kia đừng chiều âm u dưới mưa,
trời về vui trong gió hương, người về quê. Cứ là dòng qua cha quý cho người lân lành vui sống hai mình. Ngày mai khi vinh quang không còn tên vậy tiếng nào, ta về sống vui trong mòn mà chờ anh em nhé, chờ anh em nhé, chỉ trai anh ra cho thấy em đã thề một lòng hy sinh, một lòng hy sinh. Từ giờ nó ấm, từ giờ nó đầy ước nguyện với tác phẩm về nghệ thuật nhiếp ảnh của Hội Đình Hùng. Thì Hội Đình Hùng có nhã ý đưa tác phẩm này ra để cho quý ông bà, cô bác, anh chị em là những người thân hữu của Hội Đình Hùng và những thành viên của Hội Đình Hùng để nhìn thấy đây là di tích lịch sử của dân tộc mình. Chúng tôi xin đếm 250 đầu lần thứ nhất. Một người vị cao niên. Dạ thưa quý vị, đây xin trao cái máy ghi âm là cho ông hội trưởng. Chị Thanh rất nhiều, là một người đã từng giúp đỡ cho Hội Đình Hùng rất nhiều từ trước đến nay. Xin cảm ơn chị Thanh. Bây giờ xin mời bác. Cho Hội Đình Hùng thành ra tôi cũng ước ao được cái tấm tranh này. Tôi được tấm tranh này rất là hân hạnh cho tôi và tất cả gia đình. Chương trình tới hội là tiếp tục và chương trình của tôi sẽ bắt đầu vào khoảng 15 phút nữa. Có người tôi